Trời đất ơi, giờ này nó còn ngủ nữa. Nè, Lan ơi, bà mau dậy đi. Còn phụ, dọn dẹp nhà cửa giúp tôi với chứ. Giờ nay mà còn ngủ. Trời đất ơi, tôi ngủ có một miếng mà bà cũng lôi đầu tôi dậy cho bằng được nữa à. Việc nhà thì có cái gì đâu, phòng trọ bé tí à, bà dọn một chút là xong chứ gì. Nhưng mà tôi còn phải đi làm nữa. Bà ở chung với tôi thì cũng phải chia nhau ra mà làm chứ. Bà suốt ngày cứ bài hết cái này tới cái kia ra cho tôi dọn à, ít mệt lắm không. Hey, bạn bè ở chung dọn cho nhau cũng kèm rèm nữa, mệt ghê. À mà thôi, bà đưa tiền trọ tháng này cho tôi đi. Tiền trọ hả? Bà cho tôi hẹn lại được không? Khi nào mà có tiền á tôi đưa liền cho bà luôn nha. Lại hẹn, có tháng nào á bà đưa đúng cho tôi đâu. Tháng nào cũng đưa trễ hết, tôi phải bù tiền của tôi vô. Thì trễ có miếng. Đi giúp tôi đi mà, tôi có việc, đen kẹt lắm. Không có tiền nha, có bao nhiêu đâu. Sao mà cứ hẹn hoài, tôi bảo là đưa đây, không có hẹn nữa. Trời ơi, ích kỷ vừa thôi, có mấy trăm ngàn à, chẳng lẽ tôi quỵt bà. Nha nha, cho tôi thất, vài hôm nữa tôi có rồi tôi đưa liền. Chán thiệt luôn á, bà coi sao coi nha. Không á là bà dọn đi ra ngoài ở đi. Chứ tháng nào tôi cũng phải đóng giùm cho bà như thế này. Tôi cũng nghèo lắm, cũng đi làm gần chết đây nè, chứ có dư giả gì đâu. Tôi biết mà, thôi giúp giùm đi nha, có là tôi đưa liền luôn. À, mà rảnh á, bà đi mua đồ ăn sáng giùm tôi luôn đi. Đưa tiền đây, tôi làm gì còn tiền. Trời ơi, ăn sáng có bao nhiêu đâu. Thì bà mua đi, mốt tôi gửi luôn chung với tiền nhà trọ cho. Nhưng mà bây giờ tôi còn phải đi làm, trễ rồi. Hey, tôi cũng phải đi làm vậy. Mà thôi đi, không mua được thì thôi. Wow, bà lại mới mua túi xách mới đó hả? Công nhận, tôi thấy bà mua đồ hoài luôn á nha. Bà cũng đi làm như tôi. Sao mà bà dư tiền nhiều dữ vậy? Mà cái túi này bao nhiêu vậy? Chắc đắt à ha. Cái túi này tôi mua có 5 triệu à. Trời đất ơi, 5 triệu. 5 triệu là gần bằng một tháng luôn của tôi với bà làm luôn đó. Bà khai thiệt đi, bà làm cái gì ha? Hay là cặp đại gia nào chứ gì? Rồi bà có tiền sắm sửa đúng không? Bậy rồi nha, không hề. Tôi không hề quen ai hết trơn á. Hay là bà là tiểu thư con nhà tài phiệt nào đúng không? Dòng ngâm nè. Cũng không luôn. Ủa, vậy chứ tại sao bà lại có nhiều tiền mà bà sắm cái này sắm cái kia suốt vậy, mà toàn là đồ hiệu không? Thì chi tiêu hợp lý thôi. Mà nói chung á, tiền của tôi mà hết thì tự nhiên sẽ có tiền vô lại, ngược lại trong thẻ ha. Cho nên là tôi không có sợ hết tiền. Người thông minh lúc nào nó cũng vậy hết á. Ơ, à, hợp lý. Coi như là bà chi tiêu hợp lý đi. Tôi cũng chi tiêu hợp lý lắm mà sao trả mãi không bao giờ dư được như bà. Đúng là bà số 1. Còn phải nói nữa. À mà nói nghe nè, cuối tuần này tụi mình đi chơi đi, đi du lịch nha. Mà sẽ đi Sapa. Trời ơi, lên trên đó hả, là nhiều cảnh đẹp tuyệt vời luôn á. Còn tiền đi chơi luôn á hả, tôi không biết nữa. Mấy tháng này kẹt quá, không có dư được một đồng nào hết trơn á. Hey, chán dữ vậy. Thôi coi như tôi cho bà mượn, rồi có bà trả tôi ha. Đi có bao nhiêu đâu mà, lâu lâu đi du lịch một bữa cho sướng. Rồi, vậy đi, vậy bà cho tôi mượn tiền ha. Ủa, mà sao bà không rủ con Mai chung phòng với bà đi cho vui? Ôi, thôi, con nhỏ nó hai lúa thấy mồ, mà nó làm gì có tiền. Để mà đi với bà vui hơn. Ây, trời ơi, nóng quá trời luôn. Mai ơi, bà rót giùm tôi ly nước coi. Ủa, bà ngộ ghê á. Bà có chân có tay thì bà tự đi. Bà không thấy là tôi đang lau nhà hả? Đã vậy còn sầm sập đen dài vô nữa. Ủa, thì mệt quá, nhờ rót giùm có ly nước mà cũng lèm bèm, không rót được thì thôi. À, vậy sao thấy người ta đang lau nhà mà lại mang giày vô thế kia? Xin lỗi, không để ý, được chưa? Thì lau lại có miếng làm gì dữ hả? Thiệt bực mình. Ủa, rồi lại mới mua túi sách mới đây hả? Tại sao có tiền mua túi sách mới lại không có tiền trả tiền trọ cho tôi? Rồi định thế khi nào mới đưa đây? Mới đâu mà mới, mượn của người ta đó. Thấy đẹp quá, mượn của con Na đó mà. Mượn, tôi cũng mong là mượn thiệt á. Chứ bà nghĩ sao, bà nợ tiền phòng trọ của tôi 2 tháng luôn rồi, bà chưa đưa nữa mà bà có tiền để mua túi sách mới như vậy. Mà nè, thay đồ đi rồi xuống dưới bếp dọn phụ cơm lên mà ăn nè. Làm cả ngày ở công ty về còn phải cơm nước nữa, riết rồi hả? Tao thấy tao giống mẹ mày hơn là bạn mày luôn á. Ôi trời, thì người ta cũng phải đi làm mà, chứ có phải ở nhà đâu. Ủa, mày đi làm tao cũng đi làm vậy, chứ tao có ở không ha. Mà tại sao việc nhà mày cứ đùn đẩy hết cho tao? Mà nè, cái chiếc váy tao mới mua mày mặc đúng không? Tại sao nó đang phơi ngoài sào kia kìa? Thì tao mượn mày làm gì dữ vậy? Mượn có một chút mà làm thấy ghê à. Thì tao cũng đã giặt cho mày rồi đó còn gì.
Nhưng mà mày phải hỏi ý kiến tao chứ. Cái váy tao mới mua, tao chưa mặc luôn, mà mày dám lấy mặt trong khi mày không hỏi han gì tao hết á. Riết rồi tao thấy cách sống của mày không được rồi đó nha. Mày đúng là ích kỷ. Bạn bè chung phòng với nhau, xài đồ chung cũng có cái gì đâu. Mày làm gì căng. Thôi, tao mệt quá, mày mau dọn cơm lên đi ăn đi, tao đói lắm rồi. Ủa, thì mày có tay có chân tự mà dọn. Không thấy tao đang lau nhà hả? Tao lau hết cái nhà rồi mới dọn được. Còn không có tự dọn mà ăn. Vậy thôi, mày lau nhà cho xong đi, rồi dọn ăn sao cũng được. Tao vô nằm nghỉ xíu, có cơm kêu tao ra. Tao sợ mày luôn á. Ê, đi chơi vui quá ha mày ha. Mày vui thiệt. Mà nè, hôm qua tao mới gặp con Mai chung phòng với mày á. Nó đi kiếm mày. Rồi hả, nó nói là mày thiếu tiền nó không trả. Rồi mày đi du lịch vậy mày đăng hình lên vậy á. Rồi nó nói sao, mà sao mày có tiền đi du lịch mày không lẽ không trả nợ cho nó vậy? Ơi, tao nợ nó khi nào mày? Mà mày yên tâm, mấy tấm hình tao đăng á, tao trừ nó ra rồi, nó không thấy đâu. Trời ơi, có mấy đồng bạc lẻ à, tao mượn nó rồi tao quên. Chứ có phải là hả, tao không trả nó đâu. Vậy mày dám đi rêu rao nói xấu tao. Con mày thiệt bực mình hết sức. Về tao phải dọn rồi khỏi phòng nó, tao không ở chung với nó nữa đâu. Thì tao có biết gì đâu. Thì nó nói vậy đó. Mà có thiếu thì trả, còn không á, không ở chung được thì dọn ra, chứ để mất lòng mệt lắm. Tao biết rồi mà. Ủa, mày chưa ngủ hả? Ngủ cái gì? Sao? Đi chơi sang chảnh quá ha. Check-in đồ, du lịch đồ, xa ba đồ. Mày tưởng mày trừ tao ra thì tao không thấy được hả? Rồi tiền đâu? Trả tiền cho tao đây. 2 tiếng phòng, 2 tháng nhà trọ, đưa đây. Tao có đi du lịch đâu. Mày lộn xộn. Ủa, không đi du lịch. Vậy chứ mày đi đâu? Mày đăng hình đó là gì? Thì tao đi về quê có việc mà. Mấy tấm hình đó lâu rồi. Tao đâu có đi đâu. Tiền đâu mày đi, mày khùng hả? Tao về quê có chuyện. Mày đừng có nói dối nữa. Mày đi về quê hả? Mày ăn mặc sang chảnh, mày đi chỗ này chỗ kia mà mày không trả tiền cho tao. Bây giờ mày sao đây? Tao chịu hết nổi mày rồi. Mày ngồi xuống dưới đây nói chuyện với tao. Mày làm gì căng vậy? Mày đi chơi, mày đi du lịch, mày mua túi hàng hiệu, mày mua đồ mới. Trong khi đó, tiền nhà trọ mỗi tháng có mấy trăm ngàn mà mày nợ lên nợ xuống, mày không trả tao. Mày hả? Mày biết rồi, mày quá đáng lắm rồi. Tao không thể nào sống chung với mày được nữa. Nếu như mày đưa thẳng hồi cho tao 2 tháng tiền trọ đây, rồi hả, mày muốn sống tiếp vô chô chung với tao á thì sao? Còn không á, mày mau dọn đồ và quất khỏi cái phòng trọ này đi. Ủa, mày làm cái gì dữ vậy? Có vài trăm ngàn hả? Thì từ từ tao đưa. Tại vì bây giờ tao đang kẹt chứ bộ. Tao đang kẹt, tao ngại nói với mày thôi. Chứ ai mà ăn giật của mày đâu. Bây giờ mày đuổi tao thì tao biết đi đâu bây giờ. Đó là cái chuyện của mày, tao không có biết. Tao mệt mỏi mày lắm rồi. Mày ở chung với tao mày không có ý thức gì hết á. Đồ đạc quần áo của tao mày đều tự ý dùng. Mày bừa bộn ra đó, tao không phải đi dọn. Đã vậy, có mở cái tiền phòng trọ tháng nào tao cũng phải đóng cho mày hết á. Bây giờ mày mau cuốn quần áo mày cút khỏi ra đây đi. Tao không muốn sống chung với một đứa như mày nữa. Thôi mà, dù gì tao với mày cũng là bạn với nhau. Mày giúp tao lần này đi. Tao hứa là tao có lương tao sẽ đưa lại liền cho mày mà. Nha nha, năn nỉ đó. Không có năn nỉ gì hết á. Tao đã khắc cho mày quá lâu rồi. À, mày chẳng phải có túi hiệu, đồ hiệu đó sao? Đi bán bớt đi. Rồi hả, cũng được kha khá đó. Gơ mà đưa phòng trọ cho tao 2 tháng mày nợ. Thêm 1 tháng nữa. 1 tháng là mày đưa trước đi. Chứ tao không thể nào mà tin tưởng được nữa rồi. Tao mới mua mà mày kêu tao đi bán sao được. Bây giờ một là đi bán, hai là ra ngoài đường ở. Tùy mày, mày muốn sao muốn. Ba lô đồ của mày tao gom sẵn tao để ở trong phòng rồi. Bây giờ mày chỉ cần xách đi thôi. Đó, tao không nói nhiều nữa, tao mệt rồi. Biết rồi, để tao gom tao đi bán. Rồi tao đưa tiền cho. Bạn bè tao ích kỷ sợ à. Tao không có ích kỷ đâu, là do mày hết á. Nè các bạn ơi, các bạn có gặp trường hợp như mình không? Sống chung với người bạn mà có một cái tính tình cực kỳ là xấu xa như thế này á, thì thôi, tốt nhất là nên né nha. Và câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở câu chuyện sau nha. Bye bye.